Hello anh em nhé, chào mừng em đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình đang đi làm và mình sẽ làm một cái video nói về cái vấn đề là anh em có nên chơi tài xỉu không, hay là anh em nên là chơi con những con game nào cho nó uy tín để làm sao để game nó không bịp ấy. Thì ấy, mình đang đi làm anh em ạ, và cũng rất chi là vui để mà ngồi lên đây chia sẻ lại cho những cái kinh nghiệm và những cái đường cầu nào nó hay lên cho anh em chơi. Mình thì mình chơi tài xỉu thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà cũng đã được gần 2 năm rồi anh em ơi. 3 năm trước, từ cái năm mà tính đến bây giờ thì bắt đầu từ năm 2020 anh em ơi, là cái thời gian đấy là nó nổ nổ ra dịch ấy, dịch bệnh Covid đấy. Thì mình cũng lúc ấy mình cũng nghỉ ở nhà, mình cũng có một ít vốn đi làm thì cũng tích trữ được tầm vài tỷ. Nhưng mà nhà chơi những game Go 88 Fan Win thì thời gian đầu thì cũng có ăn, thì mình cứ tưởng là ngon, ok, hôm nào cũng có nạp tầm trăm củ, vài 300 củ vào giã. Anh em có biết được là nếu anh em nào đã xem kênh của mình ấy, như kiểu kênh Nova Win này, kênh TM Gaming này, thì anh em biết mình có like và mình cũng có chia sẻ lại những cái ngày tháng mình rơi vào cái hoàn cảnh nợ nần và rơi vào cái hoàn cảnh gọi là không có gì để mất nữa. Và mình thì mình cũng cái thời gian gần đây thì mình cũng đã ổn định lạc làm một tí rồi, mình cũng gọi là vẫn còn chơi nhưng mà chơi không còn nhiều như lúc trước nữa. Lúc trước thì mình chơi theo cái kiểu gọi là sống chết với nó luôn. Bây giờ thì mình chỉ gọi là chơi theo cái kiểu gọi là ăn kiếm chút bia chứ kiếm chút bọt thôi, chứ cũng không phải là đặt đặt nặng cái vấn đề là chắc chắn là phải thắng, chắc chắn là phải thua như thế nào đó. Hồi trước thì mình đánh là gọi là cơm áo gạo tiền luôn em ạ, chứ bây giờ thì tuy là vẫn cơm áo thôi, vẫn là kiếm tiền để mà trả nợ, thứ hai là vẫn là biết được những cái cách đánh nó hay hơn rồi, chứ không như lúc trước nữa. Lúc trước thì mình chơi theo cái kiểu gọi là may rủi, với là chơi theo cái kiểu gọi là chưa có lập trường, chưa có cái gọi là cái bản lĩnh để mà dừng đúng lúc, nghỉ đúng chỗ. Ok, thì mình nói thật luôn với anh em luôn là những con game tài xỉu thì ai mà chơi được thì chơi, mà không chơi được thì thôi nhá, cũng không nên chơi lắm. Thường thường ấy, những anh em chơi tài xỉu thì thường thường không giữ được cái bản lĩnh đâu. Mọi người rất chi là tham tiền, chưa kể đến cái việc game bịp là anh em đã thua hết tiền rồi. Thứ nhất là do anh em chưa có cái bản lĩnh, thứ hai là anh em chưa biết cách đánh hoặc là như thế nào đấy, mình cũng không biết. Ok, còn mình ấy, đối với bản thân mình thì mình thấy là mình tham, với lại là mình chưa biết cách đánh. Còn bây giờ thì mình biết cách đánh rồi thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nhá. Nay thì cái vốn của mình tầm 35M anh em ạ, mình đánh nãy giờ mình cũng lãi được hơn 36 rồi. Đấy anh em thấy chưa, mình đánh cái vốn nó to nhưng mà tại sao mình lại ăn ít như thế. Thì cũng nói thật với anh em luôn là mình ăn tầm 10% vốn mỗi ngày cho nó ok, cho nó ngon lành. Chứ bạn bạn bè các kiểu anh em mình xung quanh ấy, rất nhiều ông đã dính đến tài xỉu, rất nhiều ông đã vỡ nợ và hỏi thì đánh game gì, thì cũng trả lời là mấy con game cỏ trên mạng thôi. Nhưng mà tại sao lại anh em lại chơi những con game cỏ này, thường thường lại anh em hay thua ấy. Nhất là con game cỏ là thường anh em đánh vốn nhỏ, đánh vốn nhỏ ấy thì lên số tiền rất là lớn, sau rồi anh em lại chỉ tưởng tham tưởng ngon, anh em mình nạp càng nhiều tiền vào anh em chơi. Nhưng như thế ấy, thì anh em càng gọi là càng lấm, càng nhún nhún sâu vào những cái hố bùn của gọi là nhà cái nó đã tạo ra. Mình đây cũng thế, một thời gian mình đã chơi những con game như kiểu con game cỏ, là có những con game lật bài như kiểu con game iWin này, những con game nhà Win ấy, mình chơi nó tầm vốn tầm hai mấy m à hai mấy mấy k thôi là mình ăn được tầm mấy chục triệu rồi anh em ạ. Nhưng mà sau rồi thì mình cũng bị hút, nó hút từng ngày ngày vài ba chục, ngày vài ba trăm, hút tiền triệu nha, chứ không phải hút trăm triệu, vài ba chục triệu chứ không phải vài ba trăm, vài ba chục nghìn đâu. Ok, bây giờ mình sẽ bắt cầu nhá. Hôm nay thì cái cách bắt cầu mình thì vẫn chưa thay đổi lắm, mình vẫn theo cái gọi là cái đường đường cầu cũ thôi, 10 này cộng 6 này vẫn là đánh tài nhá. Mình chỉ gọi là chơi nhỏ thôi, mình mỗi ván mình chơi tầm 700 đến một củ thôi anh em nhá, cứ chơi từ từ thôi anh em ơi, vì cái vốn của mình nó to chứ không phải là vốn nhỏ nên là chúng ta phải chắc chắn an toàn này trên hết anh em ơi. Ăn 10% vốn ấy thì ví dụ như kiểu mình đánh mỗi ván là 700k đúng không, thì mình cố tầm 4 đến 5 ván thôi là anh em mình chốt lãi nghỉ khỏe em ơi, mình tối đa là 5 ván, còn bet ra là anh em phải ăn được 4 ván, ok chưa. Thì đánh thì đánh như thế nó mới ngon anh em ạ, chứ anh em cứ mỗi ván anh em đánh tầm vài ba triệu hoặc là vài chục triệu thì mình nghĩ là rất là khó. Ok, bảo luôn anh em này, ngon luôn, ngon là cái đào luôn này, bảo luôn anh em ơi, có tiền anh em ơi, bảo có tiền. Ok chưa, ok chưa, cổng này quá là ngon luôn, cổng này quá đã luôn anh em nhá. Đấy, một khi mà mình đã trúng bảo thì chỉ có x3 luôn anh em ơi. Rồi thì để mà nói về cách bắt cầu mình thì mình vẫn chia sẻ lại cho anh em, cho những em nào mà gọi là chưa hiểu hoặc là chưa biết đấy, thì mình sẽ lấy cái tổng điểm phiên, mình cộng cho cái điểm con chín ngầu một, xong rồi mình bắt đầu mình so sánh, nếu mà lớn hơn 5 thì mình trừ 5, còn lớn hơn 12 thì mình sẽ trừ 12 nhá, ra cái kết quả là bao nhiêu. Thì lẻ thì mình đánh
lè thì mình đánh xỉu, còn chẵn thì mình đánh tài. Còn bây giờ ra bảo thì mình vẫn tiếp tục đánh tài không nhá. Thường thường bảo thì nó hay ra tài lắm, nên là mình sẽ đánh nhỏ nhẹ này. Mình đánh tầm 600 mấy, 600, 647 đây này. Đánh từ từ thôi anh em, không cần phải gọi anh em đánh quá là cao làm gì. Đánh từ từ anh em ạ. Vì ấy, mình thấy được là nó game ấy, cho dù nó có bịp ấy, thì nó có bịp những cái thằng nhiều tiền thôi, nó những cái thằng đánh to đánh ấy. Còn đối với anh em mình ấy, tiền không nhiều nên là anh em cứ yên tâm nhá. Ok, nó bẻ rồi anh em ạ, nó bẻ rồi. Ok không sao, mình nãy ăn hai cục mấy mà. Bây giờ mất 600 thì cũng quá là bình thường luôn. Bây giờ bắt cầu lại này. Cầu này mình bắt xem được liệu nó về tài với xỉu nhá. Ván này thì nó nếu đúng cầu ấy thì nó sẽ về tài. Còn ván này thì như thế nào thì chưa biết, phải bắt mà nó mới biết được. 8 cộng 1 là 9, 9 trừ 5 là 4, 4 là chẵn tài anh em nhá. Đây, tài ván này mình đánh tầm một củ thôi. Một củ 2 anh em vào nhẹ tiền thôi nhá. Mình cứ kinh nghiệm của mình thì anh em cứ vào nhẹ cho mình, không cần phải vào quá căng làm gì. Vốn thì chúng ta sẽ có, còn cái kinh nghiệm chúng ta sẽ gọi là tích lũy từng ngày, tích lũy từng gọi là từng giờ chúng ta chơi, chứ không phải là kinh nghiệm chúng ta tích một ngày hai ngày chúng ta tích được đâu. Hoặc anh em có thể xem những video của mình thì mình sẽ chia sẻ lại những cái kiến thức bao nhiêu năm mình có thể chơi và mình đúc kết, và mình sẽ lên video cho anh em xem. Có nhiều ông ở trên mạng chơi rất là hay luôn anh em ạ. Bất kể một ai trên mạng thì họ vẫn có những cách chơi riêng và những cái cách đường cầu, những cái cách bắt cầu họ khá là hay. Anh em cũng có thể gọi là chọn lọc đúng không? Tham khảo chọn lọc. Họ bảo rồi, học phải học có chọn lọc nó mới gọi là ngon. Chứ anh em học người này mà không tham khảo qua người kia thì chắc chắn anh em sẽ chưa biết được là ai đúng ai sai. Tuy là mình có thể chia sẻ lại cái đường cầu này cho anh em, nhưng ngày mai chưa biết được cái đường cầu này nó có ok hay không, hoặc là đường cầu này nó đã bị fake hay chưa. Nên anh em phải mới vào anh em phải nhìn qua cầu đã nhá. Em nhìn nó đúng cầu ấy, đúng cầu đánh rành các kiểu anh em hãy chơi. Còn anh em nào mà thấy cầu ôi hôm nay nó lạ quá, cầu hôm nay nó không đúng như thằng này nó nói, thì anh em đừng có chơi nhá, như thế cho nó an toàn anh em ạ. Chứ hôm nào mà anh em cứ vào anh em cứ giã như cầu là nước đổ xuống mương xuống cống thì làm sao tiền nó có thể đủ để cho anh em chơi, đúng không nhỉ? Mình đây thì mình cũng tuy không phải là một cái gì đó nó cao siêu đâu, mình cũng ít ra mình cũng chơi được vài ba năm rồi, mình có ít kinh nghiệm ấy. Chơi thì mình cũng chơi cũng nhiều mà cũng phải là chơi ít đâu nhá. Ok, thì cái những cái kinh nghiệm của mình thì anh em có thể tham khảo qua chứ không phải là thừa thãi gì đâu anh em nhá. Rồi nào, mở nào, ván này 3 này, 2 này, 1 này, mở xem như kết quả như nào. Ván này mà ăn này mình chốt lại luôn anh em nhá. Ôi lùm rồi anh em nhá. Ok nhá, ngon là cái đá nhá. Rồi, thì mình chỉ gọi là mình ăn như thế thôi chứ không cần phải gọi là lên quá là nhiều hoặc là như thế nào cả. Ok, ăn đúng gọi là ăn đúng 2m, 3m là mình nghỉ anh em nhá. Nhưng hôm nay thì ăn quá ngon rồi, hôm nay lên 6m rồi chứ không phải là mấy m nữa đâu. Coi như hôm nay chốt quả kèo nó cũng khá là thấm anh em ơi. Ok, coi như chốt nhá. Bia bọt thì chúng ta đã có mà uống rồi. Còn hôm nay thì mình sẽ gọi là vẫn phát lộc và những phát cốt ở trong nhóm Telegram. Anh em nhớ vào nhóm để mà nhận thêm lộc, nhận thêm cốt của mình. Ok, bây giờ mình xin phép bye bye mọi người và hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo của mình nhá. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại nhá.